Vì sao cây xương rồng chịu được khô hạn? Em ơi, em lại quên tưới nước cho hoa phải không? Vâng, em quên mất. Nhưng sao chỉ có chậu hoa bị héo còn cây xương rồng vẫn khỏe mạnh hả anh Bi? Vì xương rồng là loài cây sống ở sa mạc nên nó đã thích nghi với môi trường thiếu nước rồi các em ạ. Ồ, thế xương rồng thích nghi bằng cách nào ạ? Để anh giải thích rõ hơn nữa nhé. Cây xương rồng là một ví dụ điển hình cho thấy để sống còn, các sinh vật buộc phải thích nghi với khí hậu của môi trường nơi chúng sinh sống. Vì thế, rễ xương rồng thỏa ra trong phạm vi rất rộng ở gần sát với mặt đất. Nhờ đó, sau khi mưa, xương rồng có thể nhanh chóng hút hết nước trên mặt đất. Để giữ lại lượng nước hút được, thân xương rồng có dạng xốp hoặc rỗng để chứa nước. Hơn nữa, thân xương rồng được bọc bằng một lớp vỏ sáp khá dày, có thể ngăn ngừa nước bốc hơi ra khỏi cây. Liên tưởng đến xương rồng, mọi người đều nghĩ đến hình ảnh một loài thực vật trơ trụi lá. Thực ra, gai xương rồng chính là lá của chúng bị biến đổi thành. Mục đích của gai xương rồng là giảm thiểu tối đa sự thoát hơi nước, giúp đón bắt lượng mưa và sương đêm ít ỏi của vùng hoang mạc. Không chỉ có thế, gai xương rồng còn giúp chúng chống lại các kẻ thù gây hại, nhất là các loài động vật ăn đêm. Không chỉ có cơ cấu đặc biệt để bảo tồn nước, mà xương rồng còn là một loài thực vật sinh trưởng bằng hạt giống và có nở hoa. Vào mùa này, vùng sa mạc khô cằn được tô điểm bằng những đóa hoa xương rồng sặc sỡ. Trái xương rồng có vị ngọt, nhiều hạt. Điều này kích thích các loài chim rơi đến ăn và sau đó mang hạt đi phát tán nhiều nơi khác để có thế hệ xương rồng về sau. Nói tóm lại, nhờ những đặc điểm sau mà cây xương rồng có thể sống được trong môi trường khô hạn. Rễ xương rồng lan rộng sát mặt đất để dễ dàng hút nước. Thân cây dạng xốp giúp giữ nước. Lá biến đổi thành gai, hạn chế sự thoát hơi nước của cây. Ồ, em đã hiểu vì sao xương rồng vẫn tươi tốt dù không được tưới nước thường xuyên rồi anh Bi ạ. Vậy là các bạn vừa cùng chúng mình tìm hiểu lý do vì sao cây xương rồng có thể sống thiếu nước rồi. Hãy cùng Kem trả lời các câu hỏi sau xem sao nhé. Câu hỏi 1. Bộ phận nào của cây xương rồng giúp bảo vệ cây khỏi sự tấn công của động vật? A. Thân. B. Rễ. C. Gai. Đáp án đúng là đáp án C. Gai giúp cây xương rồng tránh được sự tấn công của các loài động vật. Câu hỏi 2. Cây xương rồng thích nghi với điều kiện sống ở sa mạc như thế nào? A. Rễ cây lan rộng sát mặt đất. B. Thân cây có nhiều ô rỗng. C. Lá tiêu biến thành các gai. Và D. Cả ba đáp án trên. Quá dễ đúng không nào? Đáp án của chúng ta là D. Cả rễ, thân và gai xương rồng đều giúp nó sống được trong môi trường khô hạn như sa mạc. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau khám phá thêm một điều mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của Vì Sao Thế Nhỉ? Tạm biệt các bạn!